Hi, xin chào tất cả các bạn đang có mặt trên kênh của mình. Thì mình là Vinh Nguyễn Bro đây. Chiều nay mình sẽ chơi Minecraft tập tiếp theo nhá. Ok, có mấy cái này này. Con gà này vẫn bé lên, mình sẽ cho nó nhịn một thời gian. Đấy, đấy, thì chưa xếp hình được này. Đây, chưa xếp hình. Đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ ra thăm chú rùa bé bọng của mình. Đây, chú rùa bé bọng của mình. Bước ra đây, anh cho em. À, thằng nào chưa bóng keo ra, đi lại với anh Vân nhá. Đấy, anh cho thích đi. Anh cho thích đi, nhá. Anh cho lại hẳn một quả luôn. Anh cho thích đi, đấy. Em có 7 quả này. Đây em ra em nhắn không? Ăn úc sen không? Đấy, rồi đấy, em nhắn. Đấy, nó bơi đây. Cứ xúc bơi đi. Phong bông keo chưa, phong bông keo chưa? Cứ xúc bơi đi em. Này, 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 có quả. Cứ xúc bơi đi em, có gì đâu nhá. Ăn 7 gà, em bảy gà, ăn 7 gà. Em cho ăn quả này. Em dự mẹ lẻ, em nắm em thôi. Ok, từ từ. Ok, từ từ. Anh đợi mình chút. Thì đang có cái chuyện gì đây? Săn nghe mà. Ui, à, em bingo, kiếm bingo. Mấy quả phóng liều nữa, cậu à, mình sướng. Có cậu bingo đây rồi. Đây, có đẹp, bắn nhau. Phải đấy, cái bingo rồi đi. Phải đấy. Phê rồi. Mình trên nhà kia rồi, yes. À, trên nhà kia để anh cậu quả phóng liều đây nè. Mẹ mày to quá hết nha. Ok, từ từ. Mình đang đi về anh em ạ. Chán quá anh em ơi. Phá lên đi, phá cái UAV đi. Mình thấy cái này nó cũng chán anh em ạ. Xem nào. Cần mấy tên đâu. Ui, còn thiếu hai cái cơ anh em ạ. Ô. Rồi, xong. Mẹ không lấy cái này đâu. Mẹ. Chán quá anh em ơi. Bọn chó dắt 4. Chán quá. Bây giờ đi thu hoạch tiếp, trẻ cho con thú cưng của mình ăn tiếp thôi. À, con rùa của mình ấy. À, đi thôi nào. Anh này. Cái này không cho người ta xin được vào địa bàn của tôi. Người ta đi chỗ khác sao đâu. Có cái địa bàn của nó ra rõ với ai. Ê, chẳng qua đi từ sáng đến giờ rồi mà. Cái này mua ra thì có được gì. Dăm ba mấy bọn. Ui, địt mẹ bông keo nhiều. Ăn 13 quả, 15 quả rồi, xong rồi. Mình lên lại mình ăn vườn nhá. Rồi, xong. Giảm than trên này, có bán giảm than nữa. Sẽ... Đây, là ăn nhám ra cho con... Nhám này, giảm than nữa. Con gì ta? Lại mang ra cho con rùa bé bỏng của mình. Đấy. Ê, rùa bí ạ. Cần bông keo, xuống đây cần cho bông ăn. Keo ăn nhám nhỏ. Xuống đây. Xuống đây. Thôi thôi, ra đây. Đấy, tốt. Mẹ, bọn chó này tem ba thì đứt rồi. Đâu vậy? Đấy, tao cho mày ăn thế thôi. Không, mày béo lên. Đấy, được. Ăn thế thôi. Ra ngoài đây, tao ra ngoài đây. Ok. Anh em nhìn thấy gì đi. Có người đi ăn. Ôi. Mẹ có người điện. Ok. Anh Cường bị điện không? Anh Cường. Rất là chán luôn. Điện nhóm nào thế nhỉ?
sẽ đang bắn điện. Ok. Con ba nó chán cho mẹ nó. Đang bông kẹp thì nó điện phát đơ máy luôn. Nó cũng chán em ạ. Con gà cũng lớn chưa vậy trời. Trời ơi, mấy cái em này lớn lên dùm tao cái. Con bé quá trời ơi là trời. Ôi mày làm tao thất vọng rồi. Tao đi lên đây. Chán quá anh em ơi. Mắt sinh tồn của mình mà cùi giờ rất là cùi luôn. Nó điện nhé. Chán quá. Sao nó chán vậy trời. Nó chán. Rất là chán luôn em ạ. Cuộc đời là số nhỏ rất là chán. Chán luôn, chẳng biết làm gì. Dầm đi đâu đây? Bày ra, up rồi. Mình nghĩ ra cách sẽ đi bắt thêm cá. Và một câu lượt mình sẽ mở rộng đó sẽ là cái chuồng cá của mình lên. Mày đang dùng cái gì? Ok, mình sẽ mở rộng cái chuồng cá của mình ra. Đấy, mở rộng ra cho nó ngầu siêu bà bầu luôn. Ngầu như con siêu bà bầu. Đấy, đi xuống này. Đấy, ok. Ok. Có một con cá đúng không? Chết rồi. Múc nước. Sasso. Ok, múc nước này. Múc nước. Ok. Múc nước để ra đây. Múc nước này. Xem nào. Để ra đây. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm thêm cá nha, ok? Ủa, trước khi đi tìm cá mình phải ngủ trước thôi. Không, đang đi tìm vào buổi tối con cá. Mấy con zombie điên nó đớp chết anh em ạ. Nó cắn cho mất hết rồi. Ok. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Sáng rồi, dậy thôi. Chỉ chớm mắt một tí thôi mà trời đã sáng rồi. Thì mình sẽ đi nhá. Thì anh em cố gắng đợi. Mình đi đây. Mình đi đây, ok. Từ từ. Lá quá anh em ạ. Chắc mình sẽ tui đoạn này thôi. La. Ok, thì mình lại quay trở lại dưới đây và mình đã kiếm được thêm 2 con mới. Ok. Con này mình thấy khá là cô đơn nên mình sẽ cho cái con này vào, không nó lại cô đơn giờ. Đấy. Nó có 3 con rồi. Bọn mày chơi tung tăng nhé. Ok. Làm sao mà anh em có rất nhiều bạn comment với mình là sao không bắt con cá gì ta? Con cá gì ta? Con cá nóc đi. Mình xin nói luôn, nếu mà mình bắt con cá nóc về bắt cũng được, nhưng mà nó gây độc thôi. Gây độc làm nó sẽ làm cho các loại con của mình nó sẽ bị mất máu ý. Con nào đấy? Ây da, đau. À, con zombie. Ok. Con nào đang đi đào lại.
chỗ này có gì đâu. Ôi, chỗ này đã có cái gì đấy. Đây. Ok. Mình sẽ lấy hai cái này này. Đi. Ui. Đi gà của mình. Ok. Hay là đi trồng tiếp. Ở bên đây ở cái hồ này này. Hồ cá của mình. Đấy. Chúng em tung tăng thôi lộ nhé. Mát nhé. Ok. Mình thấy khá là, cũng khá là chán rồi. Ok, những cái bông hoa này nó cũng chẳng có ích gì dành cho mình thôi. Cái ốc sen này của mình cũng không biết làm gì nữa. Con này mình cho nó ăn nhiều rồi. Không cho nó ăn nữa, không cho nó ăn nhiều nó lại béo lên. Gà ơi gà, gà lớn lên chưa? Đu, nó đã lớn lên rồi. Xíu giờ mình sẽ đi lấy cái gì đây? Xô nước, hi hi hi. Độ có đâu. Ok. Thì clip mình đến đây là kết thúc. Nếu anh em thấy hay đừng quên cho mình like, share và subscribe. Bye bye.